Rồi. Lâm sẽ mở cái chương trình trên máy lên. Trước tiên là mở Sam trước. Rồi tiếp theo Lâm vào trình duyệt website, trình duyệt web để mà đăng nhập localhost 2.8080.80.80. Đường dẫn là Hoàng Lâm chấm WordPress. Rồi mình có đường dẫn sẵn đây. Rồi kêu đăng nhập vào mọi người. Nhập tên mình đăng nhập chứ chúng ta vào hồi nãy là Lâm, chọn tên là Hoàng Lâm, mật khẩu là Hoàng Lâm luôn. Rồi đây là trang quản trị website. Còn cái website nó sẽ như thế nào? Đây, chúng ta đang xài cái giao diện là đang xài giao diện là 2017. Thì sao chúng ta sẽ cài đặt cơ bản trước. Thứ nhất, bước bước vào khi mà chúng ta cài đặt thì chúng ta có thể chọn là tiếng Việt hoặc là cái tiếng khác để mà chúng ta ấy, ví dụ như chúng ta xài quen tiếng Anh thì chúng ta có thể đổi lại để mà cài đặt lại bằng tiếng Anh mọi người nhé. Ở đây này chúng ta có thể thay đổi ngôn ngữ ở trong đây như thế này, chúng ta tùy theo chúng ta sử dụng cái tiếng nào thì chúng ta cài vào tiếng đó cho nó dễ. Rồi đây là đầu tiên là tên website này, tên website ví dụ là mình chọn là Hoàng Lâm đi. Rồi khẩu hiệu của website là cung cấp hướng dẫn WordPress. WordPress cơ bản cho mọi người đây. Rồi địa chỉ đây, localhost WordPress 8080 sẹt Hoàng Lâm WordPress. Địa chỉ email có chúng ta sử dụng, thành viên thì ai có thể đăng ký, thành viên đăng ký hoặc là ai muốn đăng ký thì chúng ta chọn vào. Ngôn ngữ thì tùy theo ngôn ngữ, chúng ta muốn chọn ngôn ngữ nào thì chúng ta bấm vào để cài đặt. Chọn múi giờ, ví dụ như ở Việt Nam thì UTC UTC 8:07 chẳng hạn. Còn nếu mà chúng ta không ấy thì chúng ta chọn vào đây cái địa chỉ đây, đây gồm chọn Hồ Chí Minh này, nó sẽ nhảy vào là lúc nhảy vào là và chọn định dạng ngày tháng năm đây, ví dụ như Lâm muốn chọn định dạng này thì Lâm chọn cái này 18 tháng 12 nè, luôn thay đổi. Ok tùy theo. Rồi tiếp theo là vô phần quyết này, trong phần cài đặt, trong phần đọc thì chúng ta bố cục trang chủ là một trang tĩnh hoặc là chọn cái gì đó bài viết mới nhất hoặc là một trang tĩnh. Thì khi mà chọn một trang tĩnh thì trang mẫu chẳng hạn thì nó sẽ ra trang mẫu. Còn nếu đó, trang mẫu nghĩa là cái trang mà khi mà chúng ta thấy đây cái này như đã lưu thay đổi đây, trang mẫu này thì khi chúng ta nhấp vào đây nó sẽ ra trang mẫu. Cái trang này đây, đây trang mẫu là cái trang được chọn. Ok còn bài viết mới nhất đó thì chúng ta sẽ chọn bài viết mới nhất sẽ hiện lên cái trang chủ này thì theo chúng ta, và số lượng bài nhiều nhất là được 10 bài, và số bài hiện trong cái phần này RSS field này là 10 11. Trong mỗi bài thì có thể là tóm tắt hoặc là chúng ta cho nó hiện đầy đủ. Và khi mà chúng ta muốn sale lên mạng đó, để mọi người biết đó, thì chúng ta cần có chọn vào đây và chúng ta sẽ để công thức vào đây hoặc là cho các công cụ tìm kiếm đánh giá chỉ mục của website.
Rồi trong phần thảo luận này chúng ta ở đây là gửi thông báo tới bất kỳ nhật ký trực tuyến nào được viết trong liên kết tới, tùy theo chúng ta muốn như thế nào thì chúng ta có thể chọn vào đây. Trong cái phần gửi email cho tôi khi nào có ai đó gửi phản hồi rồi xét duyệt thì chúng ta muốn tương tác với khán giả của chúng ta thì chúng ta nên chọn những cái mục này. Ở đây là những cái mục mặc định đã được chọn rồi, là đã được tối ưu hóa. Ở đây là chúng ta nên chọn là người gửi phản hồi đã từng có phản hồi được chấp nhận, có nghĩa là chúng ta tránh đi những cái người mà muốn có những cái comment không có được gọi là tế nhị lắm thì chúng ta nên chọn cái mục này. Còn không thì chúng ta muốn kiểm duyệt luôn thì chúng ta nhận xét phải chờ được duyệt. Ảnh đại diện, hiển thị ảnh đại diện, hiện ảnh đại diện đánh giá cao nhất, ảnh đại diện mặc định là hình người vô danh. Ví dụ như chúng ta muốn cái mặt của chúng ta mà khi mà comment ở phía dưới khách á hiện ra những cái logo này thì chúng ta chọn một trong những cái này, rồi luôn thay đổi. Trong cái phần thư viện thì chúng ta cũng có cỡ luôn nhỏ kích thước ảnh nè mọi người, thì chúng ta có thể chọn 150 x 150 đối với chiều rộng hoặc chiều cao. Sẽ giữ nguyên tư này đây, cỡ trung bình hoặc là cỡ lớn. Cái thứ hai là đường nhấn tĩnh. Khi mà làm website thì Lâm cũng khuyên mọi người là nên tùy biến, là chọn đây. Không chọn cái này mà là chọn tiêu đề bạn viết nha mọi người. Nó sẽ giúp chúng ta SEO được tốt hơn. Hoặc là bot name. Đây. Tùy biến bot name. Cái này là cái tốt nhất. Cơ sở cho chuyên mục, cơ sở cho thẻ, rồi chúng ta bấm vô luôn thay đổi quyền riêng tư. Này, chính sách bảo mật thì tùy theo chúng ta có thể chọn hay không. Đây là phần tiếp theo mà Lâm giới thiệu về cái cách cài đặt của website WordPress cơ bản.